Xin chào quý khán giả của Cha Bố Pixel. Đây, giờ đi theo chân mẹ tính đi ăn cúng nha. Mới ăn cúng hôm qua xong. Chào thầy con gái. Châu cha bận đầm đỏ, bận đồ đỏ xong xi chiếc xe màu đỏ. Ơ kìa, cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh. Đi ăn cúng này cả nhà hả mẹ? Ủa, cái bận đồ đâu? Sao tự nhiên tháo bận đồ đâu? Mẹ cái đĩa đưa cho con á. Đưa chị. Quả con cha mẹ hả? Chứ sao? Cái bận đồ 3,5 triệu mà. Mẹ tự đây. Đưa cho con này con đem đi. Ăn cúng ở nhà bà cố nha mọi người. Ôi, cảnh quê nè, sáng nè. Đố mọi người giờ này mấy giờ? Giờ này mấy cái mấy giờ sáng thôi đó. Mấy cái 6, 7 giờ sáng thôi mình ăn. Đây, vườn rau nhà của ba nè cả nhà. Thấy đã không? Đã trồng mà cái vỉa hè thôi mà tốt ghê không? Rau kẻ nè. Tự nhiên cái mày coi nè cả nhà thấy không? Từ nhà chỗ đây, nhà em đây, nhà bà cố đây, viết xe đạp ra làm cái gì không biết nữa. Rồi đi xe đạp chơi vậy á, đi bộ đi cho rầu. Rồi cái vết xe đạp cái đi tới đây cái để đây. Con không đem vô nhà. Ôi mà con thấy mẹ rảnh thiệt á. Này chú cha kẻ nó tốt kìa trời ơi cô có cái kẻ này tốt chứ trời. Đó, này nhà của bà cô Ba Lan. Ngon rau ngon ghê. Ừ, kẻ tốt chứ trời. Em nói con anh cô mà mua rau ái rau gì không cầm trên cầm ăn. Không, đi ăn cúng đi. Chờ xài soạn ra đi rồi ăn đại. Ở quê quê đi ăn cúng hoài mà mọi người ăn. Cúng hôm qua nhà Trâm bên này cúng nhà bà cố nữa nè. Bữa hôm cúng nhà chú Sơn trước mình bữa. Dạ nè. À, nhà chú Sơn cái nhà mình với cái nhà bà cố. Đây nhà bà cố có cây nhẫn nè, tré quá trời. Đây là nhà bà cố. Nhà bà cố đã từng quay clip rồi. Con mong nốt rồi nè con. Ủa? Dạ con chào bà. Chào mấy con, chào bác, chào bà. Chào cô ba. Cái cô mình cô nhỏ này thiệt á. Cái người thì bự mà ngồi cái che cái màn hình của con hoài à. Đây cái là cho đây nè, cho cái lì với lá lốt xong rồi nè. À, còn bây giờ mới xong, mới xong gì lá lốt nè. À, đây, đây. Thưa bà cô. Đó, đây cái mình nướng nè. Ồ vậy là bữa nay là đồ cúng ở đây là hết cái đồ cúng nhà con rồi được á. Hôm qua nhà mình không có lá lốt, không có bò thịt nướng này. Đây gà đây. Nè. Đó, dì Ba nè. Cô bé nhiều chuyện. À, nhiều chuyện ăn hàng đó nha. À, cô bé vừa nhiều chuyện vừa ăn hàng đó. Cô bé rất là dễ thương. Đang nướng mình trắng. Bà bốn là biết làm phụ gì không vậy? Hai bà cố đây mọi người. Mày quay bỏ lại đi rồi cho có nhà từ thiện không? Nói điều tích là 94 tuổi bà của tôi. Hai bà cố là 94 tuổi rồi cả nhà. Có điều bữa nay mét hơi mờ rồi. Mét hơi mờ nhưng mà con nói bà cố vẫn nghe hả? Nghe. Nghe. Mét mờ. Đây cô he. Làm rom đây bà con. Rom tôm mấy cô he. À. Rom tôm. Là chiên trái rồi. Vậy con không có trái. Để nó giòn. Để nó giòn. Ăn nhãn trái rồi. Bữa nay bà cố làm mấy phần? Đó, dì Ba đang nướng bánh tráng kìa. Cái gì mà cà chế này lá lốt à. Cà lốt chưa à. Để dàn tổ cái đã. Dàn tổ đi. Dàn cho. Ủa gì? Cô Ba mình. Món này món gì cô Ba? Gà rùng á. Ra đây gà khoai nha. Gà rùng gà khoai. Gà khoai. Đây là bờ cái gì? Nem chua. Nem chưa hố. Nhưng mà chín chưa? Chín rồi. Chín rồi cho à. Đó. Mình làm té vậy thôi à. Ừ. À, bà Dư đang xét da heo nè. Xét mặn ra xong cái trộn vô đây ăn nó sực nè. Đây là gà rùng. Vậy là bây giờ mới có 1 he. 3 4 món 5 món rồi. Nồi nước dưới kia nó nằm con. 5 món rồi. Đây bà đẹp quá. Đây là súp nước súp. Mình nam nó nước súp. Coi nè. Cả nhà coi nè.
Cái đôi dép mà tao nói kỷ lục này, đôi dép của ai đây? Đôi dép của bà cố này mọi người, coi đôi dép của bà cố này mồ cạc à. Cái cung trục nàm á. Nó mới cái bắt một lỗ mấy nè. Mới cái một lỗ xuyên thấu thôi nè, cả nhà thấy không? Một lỗ này với lại cái đá đây. Một cái đất gốc luôn, không có lỗ. Đây, đôi dép của bà cố chắc cũng 10 nam. Dạ mà không biết đâu. Đâu dép này chắc của bà bốn quá. Úng luôn nè. Thầy qua ừ. Đôi dép của bà bốn nè. Đó, ở dưới quê nè, mấy bà mấy cô là tao nói tiết kiệm thao rồi mà một đôi dép tao nói mân cả đời mà. Thì cái chứ. Thì cái cả đời chứ mà 10 nam, mười mấy nam rồi nè. Không thấy, không thấy. Ở, cô bé gì ba ơi. Đây nhà bà cố là còn giếng luôn nha cả nhà. Đó, nhà bà cố là còn cái giếng ngày xưa đây nè. Đó, với mày đi đâu vậy? Đó, em cô nói rồi mà em ghét mẹ đập á. Nâu liêm. Ôi trời. Trời ơi. Đi bộ nó còn nhanh hơn nữa, tự nhiên cái lái xe đạp á ghét xuống đâu cái dựng đó cho nó ngã trời. Con nói chỉ có mẹ tính miền Trung thôi mà. Đây. Rổ rau sống rất là ngon luôn cả nhà. Nhà bà cô có cây nhẫn tốt kìa không? Cái giếng nè. Đó, cái giếng á. Mùa màng thang nào bây giờ bố bác nhà ngon nói gì nó chẳng gì. Chị mới nói là tao đi mổ Đà Nẵng Quảng Nam gì hay đất đất phụ Quảng Ngãi á. Tao không vô Đảng. Ừ. Thì mới hỏi chứ sao. Bây giờ đây mà sao mình nghĩ mình làm mẹ. Bây giờ con tiền nó còn đi nấu. Bây giờ chị Dương ra thể không? Bò thì trong đó mình cũng có một con. Đó là mình phải. Đây là món bò nữa nè. Đừng để nó. Chắc còn bò xào. Con tiếp chuyện nó nói mình bọn mình nó không chị. Gà chiên à? Hay quay à? Quay con. Quay quay. Để em cúng rồi hãy đi con à. Dạ. Để em cúng rồi hãy đi. Chứ không chừa kịp quá, 10 giờ không kịp. Chừa đường. Dạ. Không có không đi lên chẳng cho kịp giờ. Mời mấy cúng nay con. Dạ mốt. Lên ngơ ngày me nói nấu hôm nay nấu á hôm nay đâu mà bà Tư. Bà Tư ngồi không, bà Tư cầm về cho con nè. Đó. Đó che nó màn hình đâu. Đây nè cầm về nè. Cầm dây không che nè. Không cầm dây không che, cầm đi quay vô YouTube cho con đi đó. Bây giờ để cho bà Tư quay YouTube luôn. Đây nè. Canh đi đó, cô nhỏ đang làm nè thấy không? Đó là ôi cha sao để cho bà Tư thao bẻ đi thao bẻ bẻ bà cha mày đây nè bà Tư là ngày xưa đỡ đẻ chăm nè chứ sao nữa tôi đá tôi đau ra tôi bận ốm bà Tư bà kể cái sự tích đẻ con ra sao bà Tư mãi mà đau bụng mới kêu bà bón lên từ từ đâu bây giờ mẹ con đau bụng nè kêu bón lên ba mày đi rước tha rước mụ bà nào mà nói vậy trừ lòng son chắc chắn con đấy. Dạ ca nó thằng bóng kêu thao đi xuống kêu bà Tư. Kêu bà Tư lên cái mẹ mày nó giờ mất yếu quá. Tôi kỳ với đâu. Tôi ngủ xong đồ ra. Tôi lấy cái ớt tôi lốt ở dưới này tôi kêu tôi cẩu quần ra tôi kêu đá đồ đây, nó là lố màu cao đâu. Lố màu cao là cái gì? Là lố cái đầu ra đó. Cái đầu con nè. Đó là cái đầu con ra trước nè. Cái đầu ra trước chứ. Nó lố ở đây nè. Cái tôi mới nói vậy. Dẫn cái đồ gấu lên đi con đã rồi đó không ý ấy con nè vừa kể mà vừa tả đó nè chứ ý đây rồi cái tôi dẫn cái đồ gấu lên vậy con rẽ đây con rẽ cái là nó lú cái đầu ra cái tôi đưa tay cho nè tôi đưa tay cho tôi bắt cả tôi kéo rồi tôi kéo rồi để tao lẽ tao thế mẹ mày tao cũng rẽ nó kéo rồi cái kéo nhau cái lú cái nhau cuối cùng bắn rồi đó mày để hai chân cái đầu đàm nè tao làm thấy thằng yên rồi tao bắn ớt luôn tao cái gì? Có ba mày về cái ôm tới lầy bờ cái đất này ba mày về sau của tư ta im hay không nói hay cái thân mình mọc nước ra bãi mà dẫn mụn ra quầy dưới rửa ta đưa cả người dùng cái tôm ta đứng dài cái ba mày dùng mô phạm ôm mà đứng rồi
tao ôm tao đánh lầu mà tao cậu với con Cam đây với con Thiết là đãi một bữa phải không? Con Cam đãi con 4 tháng 11 à, con thầy con 4 tháng 11 âm à. Ý con Dương âm là Dương đó trời. Đó bây giờ con Tư là nuôi nó một tháng trời cái này cho mẹ nó làm nhà đó. Bú vú của cô khác của tôi. Bú vú dùng từ miết cứ xoan tam rửa sạch sẽ đem đây xuống để hờ đứa nào mới giảng ngon nè. Con từ chiếc cho bố miết ấy miết tới chiều mẹ nó xuống cho mẹ nó nhòm nó phụng hồ đồ làm tao vào đi qua nó đó là con Tư nuôi nó một tháng trời nè. Giữ nó một tháng mà hồi đó là ba cây bà mụ về là con ra rồi phải không? Có rào cái ba vô nói vậy mà Nam á. Chị có biết làm ăn vậy, nhà bộ thơ tụi mấy nhà, cuốn nhà tụi cậu rồi còn rào, còn nó tụi cậu, tụi băng hết rồi, tụi làm sao cậu. Dạ cái là bà đâu làm, bà lấy nhà rồi, bà chết chú xuống bà về thôi chứ. Còn hết rồi chị. Nãy bà qua thì ta chúc ca sợ chỉ mà để cậu có cuốn rúng con cao chút đèn dầu, làm tháp lên con cá bà qua đi. Bao nhiêu đủ không bà qua? Đi bếp dầu phi đi. Đó là sự tích ra đời của Hồ Bích Trâm nha cả nhà. Mẹ mẹ mất đẻ quá rồi, cái ba đi kêu bà mụ không kịp kêu bà Tư lên đẻ luôn. Lò cái đầu ra mất tiêu rồi. Ấy, lên cái là tôi chân ra. Tôi tám rửa sạch sạch, tôi không tám tôi làm. Mà bữa đó là mấy giờ? Mấy giờ bà Tư? Ở đâu mà? Canh mấy 11 giờ cỡ đó mà. 11 giờ đêm á hả? Có mưa to gió lớn gì không? Mưa to mưa. Đâu, trời vậy là con ra đời trong một ngày mưa to gió lớn hả? Bão bùng hả? Mưa to gió lớn bão bùng. Bởi vậy cuộc đời con ra đời lúc mà trời mưa to gió lớn bởi cuộc đời con bão tố quá rồi bà Tư thấy không? Con thám là tạo nghiệp từng tí mà. Bảo tố mà. Con thám mẹ là ba mẹ là ba mẹ đi lên nhà thương rước con thám về. Ba mẹ cũng tạo lắm, thương nít lắm. Có mấy bữa vậy cũng ôm hùng. Ôm vậy. Thám hả? Thám hả? Châu gia chú Tìm là ngày xưa ba ông thương chú Tìm số 1 mà. Ba con là hồi đó là thương chú Tìm. Cái rắc vỏ, nhũ quả rắc vỏ. Ba con đúng không? Chứ sao? Không có gì ta vỏ thu ở hết nha mà. Từ trong nhà tới ngoài đồng mà không có chuyện gì nó thua một người nói. Mà con cứ ăn nói dự bấm tận à. Ý là ba là ổng. Ba là tại vì ba ổng thô. Không có ổng thô mà thật á. Không có bàn đấu bị đó. Mà ba con là ngày xưa là ổng là kiểu như là ổng nổi nóng, ổng nóng. Nóng tính quá. Nóng tính là làm sồn chúng thâu chứ không có ghiêm chấm vậy đó. Là mày biết không, mẹ mày đi về trong đó tái chứ. Nó nói là bà bác người đi mà cái bà ngoại cúng ông làm cúng bà ngoại mà nói ra ngôi cái chạy giả cái đi vô trạng cái mẹ nó đặt với con con chạy em dâu đó bác nó đi xuống sửa cái máy cái xuống sửa máy cái bà trai vừa bỏ cái gì vừa bỏ vậy có nói tôi tuyên bố hôm nay vừa quánh tuyên bố hôm nay vừa quánh các chay nó tờ giả cái gì chở một thùng hiền về cho heo về tao nói ủa thùng hiền của tôi quánh tới cái tao chạy tao con con rào con thương khác đầu của tôi nói vậy thằng được tôi mốt con này con là 700 một giây được tôi mới thôi con mày mấy giây là hơi bây giờ tao nói là ví dụ như mày mày kêu về nó cô mà đây để về mày hỏi nó này tại sao tôi kêu mày về nó cô mà mày đi không về mà ở này kia nào mày nó đi luôn vậy mày quánh nó phải không cái này nó mày mới về ví dụ như bây giờ nó về trong đó bà già nó ao nó lao cho bà già thì mình quánh mày ăn hạn hả? Ăn hạn không? Cái này là làm gì con hổ nó? Tại sao tao kêu mày về nó cô mà mày không về nó đi nó lại cứ quánh còn nó làm thinh thần. Biết là qua sợ chỉ có một trận đây là dạng. Tao nó thiệt mày. Ý là nó nhậu cái dạng. Còn tôi chờ nó cái gì nè? Tôi chờ mấy mày mà tao la toàn bộ hết. Mà biết không? Tủ liễu nó gì vô tiếng đầy ấy, tiếng gì nhà nó hết. Nó lao cho ba mày chứ mà to ham. Không đừng làm giải tạo con của chồng con tôi là công minh nhất tôi không có két đứa nọ bỏ đứa nọ cũng qua tặng cho nên má mày bây giờ má mày lâu lâu về cho con két tao hoài má mày thương tao lắm bước qua đầu tao bà cho mình nhớ nè con đẻ là con thề cái dùng bà Tư nói tao lên nè cái gì vậy mà mất con sinh á là con cái giàu gì mà con thề đó giàu thu mà con thường thề đó nghe
là con đi nhà thương về là bắt đầu con ché cái đó vô, con xong là đầu xong đầu tiên là con phải ché cái dù qua nó vô là nó thấm hết vô người con. Là ví dụ con không bắt được nữa là nó thấm vô qua lên không được rồi nó không bắt. À cái chén nước hoa đúng không? Mà cái đầu xong đầu tiên đâu. Chứ không có đầu xong thứ hai à. Mà đầu xong đầu tiên con ché vô nhưng mà nó hơi khó nghe. Vô nước thôn vô là nó hơi khó nghe mình. Thì con dài này con cho nè, con rửa vú rồi lại con thoa cho nó thấm hết trong người con. Dạ. Người đàn bà mình có thể tha đảo ngoài không được, là trong khi mình sinh đó là mình mới tha đảo ngoài không được. Cho nên cô thương con là cô mới nói, à bà thương con bà mới nói vậy là cách sao là có mình con nó ba mình đó nó không ngồi mình nó được rồi. À, tại vì thường là đẻ xong á là nó nghe mùi, mùi mùi bà đẻ đúng không? Đúng rồi. Thì cái mình về mình xong á là mình phải cho một chén nước hoa vô. Xong đầu tiên, đầu xong đầu tiên, và cái nước hoa nó vô người con thấy. Dạ. Khoa hạt còn đặt ông đâu bà con tôi cho bà hay phải đi trả con rậu à. Hiệu quả không? Hiệu quả thôi không hiệu quả. Dạ. Sao là ví dụ mùa hôm nách là sao không còn mùa hôm nách nữa. Hầu con viên to là mùa hôm nách tôi chịu không đâu á. Con viên khăn đó mà tôi về tôi làm mà bây giờ nó không mùa hôm nách rồi. Làm to khổ hôm nách. Không. Mày đó là lúc mới đẻ kìa. Mày không làm bữa được. Ủa vậy hả? Ủa vậy? Bây giờ con hôm nách đây con dở ra găm bị dẹp xuống. Phải nhớ nghe cái chừng đó quay là muốn công bà dạ nghe nhớ mẹ con nhớ nè công là công dụng là công dụng tôi đài của con là nó thôn thao con người con là con phải nhớ chứ để được quay gần nữa chỉ đầu xong thứ nhất cái thầu muốn con sao là đầu xong thứ nhất cái thầu đưa bé này ăn xuống rồi bây giờ dở ra như con ghẻ nè đây bà He đây. Bé năm nay bao nhiêu rồi mẹ? 83 tuổi. Qua đây đây cọt lên đây mấy bà cố chưa 10 tuổi ít nè. Trời ơi bà cố 11 tuổi. Không, lên đây chứ lên cái nó có quả. Nè bà He. Đây. Lên. Già quá rồi con nhà. Đã gì cho chỗ, đi ăn cố mà chặt chỗ. Bây giờ nó mà đông giùm quá. Đâu đâu. Đâu đâu. Đũa đâu bà bốn? Đũa nè, đây đây con đôm ra cho. Bà rút ra rồi thì cũng phải đôm. Mẹ tính nha, đi đi ăn dỗ mà không thấy làm gì trơn, thấy đứng không à. Vậy là từ 6 giờ mẹ đi ăn dỗ là mẹ nấu được nồi đào xôi thôi đúng không? Luộc nước, cũng nước đây, làm sao đây? Sao gắt cơ? Sao gắt là ngon đó. Chi mẹ mà. Mẹ mặc không? Con ghẹo á. Thương, bữa nay là ngày cúng bà cố ở gần nhà. Cho nên có dịp cháu Trâm nó về nó dỗ ba nó có gái lại đây. Nó quay cái đoạn video này mày coi, mày dễ nha. Coi như là mày bấm like cho nó nghe cháu là nghe. Hôm trước mà nói đó mày kêu. Giờ gửi tới bạn quá. Ừ. Không, nó chuyện gì đây đâu, nó về đây đâu. Về đây đâu. Nó cái cái cô hôm đó đi về đường giáp quốc đó. Hát cái MV về nhà ăn Tết. Ừ, nó kêu. Trong đó trời ơi thấy là mẹ tính vô trận nuôi mà lo gì mà. Ai chiên cá thu nè, cá thu tươi gì không? Gì vậy? Hôm nay một cục cáo kỉnh dễ sợ không? Thôi bây giờ mình kết thúc clip ở đây.
Nè bà Bốn chào đi bà Bốn. Bà Bốn chào khán giả. Nè đó, bà Tư chào khán giả bà Tư. Rồi dì qua nữa nè cho con chào khán giả rồi. À chuyến này con đi là tới con mới về. Để hôm nay đẻ em trong Sài Gòn rồi. Rồi đúng rồi. Tới Sài Gòn á. Đẻ nè. Nè, đâu nè cô. Cô chừng che cái camera nghe. Đâu. Ôm cô mỗi người té. Ôm đây, ôm bụng. À, à, con mua ra ngoài đây qua vô nè cô. Ở ngoài đây qua vô nó sáng hơn. Đúng rồi. À, bây giờ ôm mấy bà một ké. Tại Tết hôm nay không có về. À, Tết là về là hai lần quậy xóm quậy lần. Bây giờ Tết nay không về đâu. Còn nãy là bà quậy lần quậy xóm. Cô mẹ là mẹ đây. Có chứ quậy không quậy chứ. Quậy hết. Đây giờ 59 gần 60 mà cũng quậy. E ngoại bàn hổ tâm nữa. Về có lòng có xuống. Đây sửa sẵn cúng. Nào cô đi. Đây bỏ giữa đó mà bỏ. Bỏ cô lá cô đâu. Đây lên một cố nào còn nó đau. Chắc là đau quá rồi đó. Thấy đau. Dạ. Đó con làm một mới cho cô. Cô vụ ta bảo hỏng người ta đi đi vô két thư đi. Con quá cô quá. Cái này chắc là đi 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 quá. Tôi đây đây. Đây. Dĩa nhỏ quá. Đó, giờ cắt cái này này cô nhà. Dài cho đĩa rán. Muốn đi giờ không Bảy ơi? Bây giờ đấy chắc có dĩa lớn rồi bà Bốn ơi. Bà Bốn lấy cái dĩa tiết kiệm quá. Bà lấy cái dĩa lại bà đun cái gì đây? Chưa đó. Lấy đun cái gì đun nè. Định đun nhưng mà nó nhỏ quá. Bây giờ bắt cũng có hai cái dĩa bự ra đi rồi nó đun nó lộn. Cái thà gì đó cô đang. Thà gì đó. Bảo. Đừng có tô cái gì. Đừng có tô cái gà tô bự kia nè. Tô gà tô xanh rồi đó. Này cũng đun cho con nè. Dĩa bự vậy thì không lấy. Trứng làm như la lốp á. Dạ. Nướng nướng như la lốt mà một dĩa à. Rồi làm nó ướt làm luôn. Đây là thịt nướng nè cả nhà. Lốp phải giờ ra anh chị nè. Mới vào á. Dưới quê là cúng làm gì làm là phải có dĩa thịt nướng. Có ram. Mấy dĩa rồi cô ba ơi. Đâu mà nhanh nhanh cái bàn giải con. Tại sao con đun thôi, nó chảy lần rồi, con biết rồi. Sao mà lá lốt ở ngoài nữa nè. Dĩ nhỏ này con. Lá lốt xung quanh. Ram thì làm dĩ nhỏ. Ram đựng dưới đây nó mì con. Dạ thì nước. Ram để đi. Cái nhà thấy mấy đồ này chăm làm không? Mấy món này em làm hết á. Nhất bà bảo. Từ Nam giờ sáng tới giờ mà. Làm trong mơ á. Ủa cô ba làm cái gì cô có lóc vậy? Rưới hả? Đầu con ngon ghê à. Ủa cô Tư cô lấy ở đâu rồi ta? Ai chị hớ. Thôi chị à, hơi chị đi vô nó gói lên nha. Rồi bữa nay cho cô quay clip luôn. Về đây lên anh cúng mấy người nha. Đôi mắt đứng thì trợ. Ở đây nhưng mà nhìn thấy cái mẹ, bên đây nhìn thấy cái lăng thân mà. Dạ. Ừ. Về đây làm nông luôn rồi cô. Tập trung vô chuyên môn đi. Rồi ké vậy mà. À. Đâu cho bà cũng biết quay YouTube hết chứ bộ. Quay rồi zoom vô rồi ghê không. Đây là mới rước nước sốt lên đó cả nhà. Bên đây luôn đi. À, cảm ơn các bây giờ. Vậy em đi vòng tròn à? Để vòng xoay xoay đi, hoặc là mình để dễ rồi chậm lại. Mới ngon quá này. Ba cái, cô hai cái gì cũng được. Không để xoay xoay đi, những cái đẹp là được rồi. Đây. Vậy. Thấy chưa?
đĩa kia nó dè dàng, nó thằng thằng ra. Mười cục cao đen. Chắc mười heo mới được. À, đây. Một dĩa. Này con mấy tuổi rồi? Con 3 tuổi. 3 tuổi hả? 3 tuổi rồi, bữa nay phụ mẹ được rồi. Hát bài nghe đi Hưng. Bà Bốn nói gì nhỏ này bà Bốn? Vô trong kia ngồi cho mót đi ta. Vô trong kia ngồi cho mót. Không có. Sao con lấy cái đôi dĩa này được rồi, vừa đẹp luôn. Nó cũng mềm nhau mà. Ý là bà Bốn á, bà đôi dĩa nhỏ hay nè. Cái dĩa này nó bị bự. Đây, ba dĩa đầu. Cái này được 4 dĩa. Đó, xóm trăm là nhà e cúng là bà con hàng xóm rồi tới đây nè. Đây. 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 Giới thiệu bắp mắc cao nữa. Bắp của bà cô đó. Bắp quyền á. Thôi bây giờ mình làm bún dĩa này không? Ê. Mấy bàn nè. Đi hỏi giờ cho bà. Bà ơi. Mấy bọn? Ấy là có mấy bọn? Hay là bọn chứ như cả sữa bọn. Sữa bọn. Ba bọn. Thì sao giờ giờ ra? Ra rưỡi á. Thì sao giờ? Ba bọn đây cái ta rưỡi gì cả mày? Vậy thì năm gì á? Sao lại? Thầy giờ sao? Quá. Thôi đừng bỏ ram vô kệ nó đi. Rồi dạ luôn đi. Cái gì vậy bà bón rào rớt đất rào. Chấm muối tiêu rào. Này 10 giờ mới đẻ. Giờ cúng là cho ăn mấy cái gói rơm thôi mà lâu quá. Rồi lâu quá. Chắc đi rồi. Giờ lệch đã. Hôm qua mới ăn vừa ăn thêm nữa rồi. Cái chân đi con. Đi vô dẫn con làm nha. Tao kết thúc clip ở đây nha cả nhà. Mình chuẩn bị đi lên nhà chồng mình rồi. Bye bye. Bye bye.